clip quảng cáo chỉ 1 triệu đồng. Liên hệ ngay hotline hoặc Zalo. Lái thử VinFast V3, hàng ghế thứ hai có đủ cho người cao trên 1,8m. VinFast V3 là một mẫu xe mini, liệu có đủ không gian với một người cao lớn? Sáng ngày 1 tháng 8, VinFast đã tổ chức bàn giao những chiếc xe điện V3 đầu tiên tới tay khách hàng. Buổi lễ diễn ra gần một trung tâm thương mại ở Long Biên, Hà Nội. Ước tính có khoảng 200 xe VinFast V3 được bàn giao trong buổi lễ. Song song, VinFast cho biết cũng đã giao xe tới những khách hàng đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện không dừng lại tại lễ bàn giao, người tham dự còn có thể đăng ký trải nghiệm thực tế mẫu xe này. VinFast V3 xuất hiện chính thức vào giữa tháng 7 năm 2023 trong chuỗi triển lãm của VinFast. V3 khi đó trình làng dưới dạng xe mẫu, tức thể hiện ý tưởng thiết kế của VinFast với một mẫu xe sắp được bán thương mại. Tới giữa tháng 5, VinFast đã mở đại diện của một số cơ quan báo chí truyền thông cũng như người có ảnh hưởng tới nhà máy của hãng để xem trước mẫu xe điện mini này. Tuy nhiên, VinFast V3 khi đó vẫn đang trong quá trình phát triển, chưa phải phiên bản hoàn thiện mà có thể giao cho khách hàng. Lái VinFast V3, trải nghiệm VinFast V3 phiên bản Production Tryout, thường được gọi tắt là xe BTO này, nhiều người nhận thấy xe có nhiều chi tiết chưa có độ hoàn thiện cao. Một điều được nhắc đến nhiều là hệ thống lái xe của xe BTO nhẹ, nhưng không có sức sống và không trả lái sau khi cua. Cùng với đó, nhiều người cũng quan tâm tới capo trước của xe, kỳ vọng VinFast sẽ trang bị khay đựng đồ tại khu vực này để làm tăng tính thực dụng. Không chỉ vậy, hàng ghế thứ hai cũng nhận được góp ý nên tách làm hai để xe linh hoạt hơn. Với phiên bản thương mại được bàn giao sáng nay, VinFast V3 đã có một số cải thiện đáng ngạc nhiên. Điều cần nhắc tới nhất là chất lượng lô xe đầu tiên được hoàn thiện rất tốt, gần như không thể nhận ra lỗi nào. Song nhà sản xuất vẫn giữ hàng ghế thứ hai là ghế băng liền, chỉ có thể gập cùng lúc tựa lưng cả hàng ghế sau chứ không thể gập riêng lẻ từng ghế. Với capo trước, khu vực này đặt nhiều thiết bị vận hành của xe, không được thiết kế lẫy mở tiện dụng mà cần tới dụng cụ để mở. Cùng với đó, nắp capo của xe được làm bằng nhựa. Lên đời khuyên được đưa ra là chủ xe nên hạn chế tháo lắp để duy trì tuổi thọ của chiếc biển. VinFast V3 mang một chi tiết khác biệt hoàn toàn với các mẫu xe khác cùng hãng, đó là chìa khóa phải được đặt vào đúng khay ở khu vực giữa xe để khởi động và vận hành. Sau khi đặt chìa khóa vào đúng vị trí, người lái đạp phanh và chỉnh số ở thanh cần số sau vô lăng. Chân phanh của VinFast V3 được cài đặt để mô phỏng cách vận hành của một chiếc xe sử dụng động cơ đốt trong. Sau khi nhả phanh chân, xe sẽ tự di chuyển ở tốc độ chậm. Hàng ghế sau VinFast V3 có dành cho người cao lớn. VinFast cho biết rằng V3 có thể tăng tốc từ vị trí đứng yên lên 50 km/h trong vòng 5,3 giây. Qua lái thử, VinFast V3 tỏ ra là một mẫu xe linh hoạt, nhanh nhẹn trong giao thông đô thị. Khi đạp hết ga, xe cũng cho cảm giác dính ghế trong một khoảng thời gian ngắn. Với kích thước dài 3190, rộng 1679, cao 1652mm, VinFast V3 nằm dưới phân khúc phổ thông. Do vậy, không gian cho người ngồi hàng ghế sau là chủ đề được nhiều người quan tâm. Trong buổi sáng trải nghiệm, người viết đã cùng trải nghiệm với hai vị khách, ngoài ra còn một nhân viên điều phối của VinFast. Trong lúc nhân viên điều phối giới thiệu xe cho vị khách ngồi ở ghế lái, vị khách cao 1m8 ngồi ở hàng ghế sau với tôi trao đổi rằng anh có đủ không gian để ngồi thoải mái. Với không gian để chân, đầu gối của vị khách này vừa chạm tới lưng ghế trước, không gian trên đầu thì còn rất nhiều. Một điều cần lưu ý là hàng ghế trước của vị khách 1m8 này được điều chỉnh để nhân viên điều phối ngồi thoải mái. Qua trao đổi, người nhân viên này cao 1m75. Như vậy, có thể thấy rằng VinFast V3 có đủ không gian để 4 người lớn cùng ngồi thoải mái. Từ Cà Phê F, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Tạo ngay clip intro quảng cáo ngắn ấn tượng để phục vụ cho quảng cáo YouTube, Google Ads, Facebook Ads. Sử dụng để trang trí cover Facebook, website với mức giá chỉ 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964002593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.